Đức Phật là một nhà khoa học. Đức Phật là một nhà khoa học, là một nhà dạy khoa học. Tác giả Trưởng lão Thích Thông Lạc. Chúng ta tu là chúng ta trở thành một cái người không tham sân si, mà không có đủ cái lực thì tham sân si vẫn còn. Cho nên chúng ta phải trải ở trên tứ niệm xứ cho đến khi mà chúng ta luyện được thất giác chi. Bởi vì trên tứ niệm xứ mà kéo dài thời gian dài thì từ cái giác chi này nó hiện ra, đủ bảy cái năng lực giác chi. Bảy năng lực giác chi thì chúng ta có đủ tứ thần túc. Cho nên ở trên trạng thái tứ niệm xứ này chúng ta mới dùng cái ý thức của chúng ta mình luyện tứ thần túc cho nó nhanh. Còn mấy con phải kéo dài 7 ngày, 7 tháng, 7 năm thì nó mới đủ cái tứ thần túc của nó, thì phải lâu. Theo hiểu chưa? Nó cũng ở trong cái trạng thái bất động tâm của mấy con. Bây giờ mấy con có rồi đó, nhưng mà nó có chưa tứ thần túc được. Là tại vì cái lực của nó phải có cái thời gian dài nó mới đủ lực. Sao con hiểu rõ ràng mà thầy dạy cái pháp của Phật, cái đường đi nó rõ, thật rõ, nó như cái bản đồ. Mà cái đường đây về thành phố sao thì đi như vậy là nó không bao giờ khác. Cách thức của thầy dạy Phật pháp nó rõ lắm mấy con. Chỉ có mấy con tu cũng được thôi, chứ còn thiệt ra thì nó rõ ràng lắm. Đi tới cái pháp nào, cái chặng đường đó, nó rèn luyện cái gì, nó cụ thể. Cho đến khi mấy con làm chủ được sự sống chết, mấy con thôi. Mà nói về mà thành thân thì thôi, cái chuyện đó không cần nói. Mà cái chuyện mà chúng ta cần ở đây là cái mục đích của Đạo Phật ra đời là đem lại cái sự bình an cho con người mà không còn sợ hãi trước cái gì nữa. Mọi việc gì chúng ta cũng biết hết, chúng ta thấu suốt hết. Về tương lai thì chúng ta rõ ràng, ngồi đây mà vũ trụ chỗ nào chúng ta cũng biết, mà chúng ta không làm cái việc đó. Cho nên vừa rồi thì trong cái cuộc đại hội Phật giáo, người ta nói như thế này. Người ta đưa ra rằng cái khoa học với Phật giáo nó không xung đột, chứ không phải Phật giáo là khoa học. Họ nói như vậy đó, cái lý luận của người ta nói vậy thì nghe ra nó đúng chứ sao. Bởi vì Phật giáo nó thật sự ra những cái phương pháp, những cách thức tu học của nó rất khoa học. Nhưng mà các nhà khoa học thì họ bảo rằng các cái Phật giáo khác thì người ta cho rằng Phật giáo nó không phải là khoa học, mà nó không xung đột với khoa học, nó hợp với khoa học, nó lý luận, nó logic, nó cụ thể, nhưng mà nó không phải khoa học. Cái ý của họ đúng, nhưng mà thật sự Đạo Phật là cái người mà chỉ đạo cho khoa học, chứ không phải xung đột, không phải là không khoa học. Tại sao ly nước đầu tiên mà Đức Phật chứng đạo rồi, Đức Phật nhìn trong ly nước này là bảo rằng ly nước này có vô lượng trung. Thì bây giờ khoa học mới khám ra trong nước nó có như vậy. Vậy khoa học đi sau Đức Phật. Vậy thì các nhà khoa học muốn làm một cái gì, muốn phát minh một cái gì thì đến tìm một cái người tu chứng hỏi họ hướng dẫn cho. Bây giờ ông làm cái đó là lợi ích gì cho chúng sanh nè, lợi ích gì của con người nè. Ông đang nghiên cứu về cái vật lý, cái phương pháp đó để làm lợi ích cho con người hay làm hại cho con người nè. Hỏi nhà khoa học chỉ ông bây giờ ông phải kết hợp vật gì nè, ông sẽ làm thành một cái ra cái vật đó. Họ không hiểu, bởi vì cái người tu sĩ mà chứng đạo, họ là cái nhà khoa học thật sự. Họ biết kết hợp các cái duyên là để tạo thành cái gì lợi ích cho chúng sanh. Vì vật chất, bây giờ muốn làm cái máy gì, họ bảo ông là phải làm như vậy, viết công thức như vậy, vậy đó. Thì ông đưa vô cái lò mà sản xuất ra vậy, nó thành ra cái máy đó. Chứ đâu có cần. Thật sự ra thầy nói, một Đức Phật là một nhà khoa học, là một nhà dạy khoa học. Tại vì mấy ông không hỏi Đức Phật. Con mắt của Đức Phật đã nhìn suốt như vậy rồi, thấy một cái ly nước nó vô trùng như vậy rồi, vô lượng trùng như vậy rồi. Thì thử hỏi bây giờ ở trong không gian này cái chất gì, trong không khí này chất gì, trong nước này chất gì, cái gì. Hỏi Đức Phật, Đức Phật sẽ chỉ mấy ông lấy cái chất đó hợp với đó nó sẽ thành ra cái gì. Nhà khoa học hỏi người ta chỉ, còn mấy ông nghiên cứu rốt cuộc rồi cả năm trời tốn hao bao nhiêu sạch lách rồi, nó không đúng cái gì hết à. Thì phải bỏ nghiên cứu lại, nghiên cứu cho đến khi mà nó thành ra cái bây giờ phát minh ra cái này được rồi, nó lợi ích rồi. Thì rõ ràng là cái nhà khoa học nó mò bằng cái tưởng của mình, còn Đức Phật dùng bằng cái trí tuệ qua, nó không phải ý thức nữa, mình nhìn suốt không gian mà lấy cái vật đó, thì đó là nhà khoa học. Cho nên trong cái cuộc họp mà Phật giáo thế giới hôm nay họ nói gì vậy, thật sự là họ chưa có biết cái gì về Phật giáo hết. Mà tiếc vậy, trong khi đó
thầy thì anh ngữ quá dở, có một người nào anh ngữ giỏi trả lời giùm thầy cái này đi cho họ biết, chứ đừng có nói là Phật mà không xung đột, không xung đột với khoa học mà thôi. Bởi vì họ thật sự ra họ không có hiểu. Bây giờ trên thế gian này có một mình thầy hiểu như vậy thôi, có bao nhiêu người học Phật giáo họ hiểu như vậy thì rất khó cho thầy, chứ cỡ mà mấy con tu chứng đi, tụi tôi thấy biết này nè, mấy ông muốn hỏi mà các nhà khoa học về đây hỏi tôi, thấy không? Đó là cái công việc như vậy đó mấy con. Thôi bây giờ đến giờ rồi, để mấy con ăn cơm chứ, mấy con nghe thầy nói riết lên tới chừng 12 giờ chứ ăn cơm biết bao nhiêu việc mà nói, thấy không? Nhắc khéo nhiều lắm, nó rất là nhiều, nhưng mà cái mục đích là ráng tu mà thôi mấy con. Đến đây thì ngưng lại mấy con, để rồi chúng ta chuẩn bị dạng con 10 giờ, hơn 10 giờ rồi, có phải không?